Có khỏe không ạ? Vẫn vẫn khỏe mà. Dạ vâng. Con hôm nay là con đang trên đường xuống 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 chùa. Xuống chùa nào? Ba ngày. Xuống chùa đợt trước theo thầy Thích Thông Thông Ngạn ạ. À thế à? Dạ vâng, hôm qua bà đưa con xuống, bà Hương ạ. À Vâng. bây giờ đang Con đợt này trong Tây Ninh à? dạ Đang trong thôn Tây Ninh à? vâng đấy ông đã ở Tây Tây Ninh ạ. Thế chú vào Tây Ninh rồi à? Chú Tây Ninh, Con chú đang ở Tây Ninh hay ở đâu? không, con đang ở ngoài Hà Nội mà. À Vâng, con đang ngoài Hà Nội. mà chỗ nào đang vào chỗ nào? Con nhập nhập thất ở ở chỗ chỗ chùa 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 mà ông hay 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 qua ấy, Chị Đông à á? theo vâng Chí Đông không À đúng không? Chị Đông ở bên Gia Lâm ấy Dạ vâng ạ, con đang trên đường nhỉ? xuống ạ. À, ai dẫn đi? Con hôm qua bà Hương đưa con đi ạ. Bà Hương làm thực dưỡng á? Dạ vâng ạ, À hả, bà ấy còn béo không hay là khoảng gầy rồi? gầy rồi ạ. À, bà ấy ăn mấy bữa vậy? Vâng, bây giờ chỉ một bữa thôi mà. Bà đấy à? Lúc lên Vâng. cũng thế. Vào đây đâu chưa? Được mấy ngày rồi? Nhập thất mấy ngày rồi? Bây giờ con mới chạy đường xuống, ngày mai con mới nhập thất ạ. À, với định mấy ngày? Con là 3 ngày không ạ? À, cố gắng vào tĩnh tâm đi, tập tập quen đi chú ạ. À, không còn con đường nào khác đâu. Dạ vâng ạ. Ừ, cậu chưa có thời gian về nhà mình ở trong quê chứ, về nhà thì chắc cậu hiểu là cái biệt thự 3 tầng vứt đi, tàu thuyền vứt đi, rồi ô tô đẹp đấy cũng vứt đi hết, vào trong này xin ăn, xuống núi xin ăn đây này, 3 năm Vâng rồi. ạ. Vâng. Con đường làm Thì nhiều con. cũng vậy thôi, nhưng mà cậu có duyên đấy. Nhưng mà cháu còn bé, cố gắng cứ tập dần đi, 1 tháng đi đấy, vài ngày dần dần tăng dần lên, Dạ vâng ạ. được cái vợ nó cũng biết đấy, vợ ngoan đấy cũng hiểu đấy. Dạ vâng ạ. Vậy là tốt, hạnh phúc rồi, chẳng cái gì hơn bằng đâu. Vâng ạ. Cố gắng thế. Nhưng Thôi mà ông là người đi trước, ông là tấm gương thì con theo theo sau thôi. nhưng mà vào đấy thì cũng phải có một cái kinh nghiệm tu hành đấy chứ, không phải không, không phải là vào đấy cứ ngồi không đâu. Dạ vâng ạ, có thì con theo một cái lớp lớp thiền, ngày mai con muốn là tĩnh tâm thì con xuống đấy thì con tự con bảo con nhờ thầy ở ở đấy rồi ạ. Ông ạ. Nước thiền nào đi học, nước thiền nào về, nước thiền nào? Con theo thầy Trần Việt Quân. À, ông Quân vào đây mấy lần ăn cơm ở đây lên núi, gặp nhau mình gặp ông Quân 2 3 lần rồi mà ăn, gặp ở Hà Nội cả trường đại học năm kia ấy, là cái đây hơn 2 năm là học ở, mời ông về trường đại học sư phạm Hà Nội để định tập hợp cái sách của thầy Thông Nạc ấy, cho cái sinh viên đấy. Dạ vâng À, ạ. thế rồi mình gặp sang cái trường Việt Quân ở bên Tuệ Đức ở Hà Đông rồi, biết về về Dạ chú vâng ạ. Hứa rồi, biết cả vợ À thế Hứa ạ. là vợ Kim Sen rồi, biết cách giáo hóa của chú ấy rồi. Nhưng mà Dạ cái vâng ạ. thiền của ông Quân không phải thiền của thầy Thông Nạc đâu. Dạ vâng ạ. Thiền là thiền tổng hợp, Vâng. không có học cái bụng phòng dẹp đâu, cứ cảm nhận hơi thở nó qua cái cửa lỗ mũi thôi, và nó có pháp Vâng. của nó. Người sẽ Vâng. đưa cho cậu cái trang để cậu vào đấy thì cậu biết là mình từ bỏ hết mọi thứ đi, vậy mà mình vào đây thấy thanh thản an lạc vô sự mà hay lắm. Nó không còn có cái đoạn để nó chạy vào cái tưởng đâu, còn tất cả là điên đảo tưởng, điên đảo kiến, điên đảo tâm, điên đảo tình hết đấy con. Trẻ như Dạ vậy vâng ạ. mà hơn 30 tuổi mà làm được những việc đấy là tốt, nhưng mà phải từ từ tà tà. Phải tập ăn Vâng đã. ạ. Tập ăn này bỏ bia rượu hết chưa? Dạ vâng, con ít rồi ông ạ. Ừ, bỏ đi thì mới thiền được, còn nếu mà thiền còn bia rượu vàng chết. 5 điều mà Đức Phật dạy đấy, là cái điều thứ năm là cái điều mà không uống rượu, bia và các chất gây nghiện, thì trong đó cà phê Vâng ạ. phải bỏ này, vì cậu làm xe ô tô gara chắc là nó mời đi uống cà phê chẳng nhẽ không uống. Hai nữa là Vâng. bia cũng gây béo, và hơn Vâng nữa ạ. thì nó cũng là cái chất mà Đức Phật khuyên mày 5 giới mà không giữ được vào thiền nó thành điên đấy con nhá. À, vâng Một ạ. giới con đường của tu là ông Trần Việt Quân là ông không tu theo giới định tuệ, thiền không có giới, không bắt chánh đạo, nói thì giảng vậy nhưng mà không phải. Nên Vâng núi ạ. Thị Vải này là mình đã hiểu về vấn đề ông rồi,
con gái Vâng ạ. là tính chất là cũng đưa con người vào thì nói chung là còn cũng còn hơn những người ở ngoài không làm, nhưng mà nó nếu không khéo là nó nọt là tưởng là nó thành bệnh thần kinh ấy. Bây giờ giới trẻ bị thần kinh nhiều lắm, gọi là Vâng. tàu hỏa nhập ma nhẹ đấy, cũng như là gần như là giống ông vua cà phê Trung Nguyên đấy, Vâng. thiền mà đi uống cà phê với hút thuốc xì gà là chết rồi, cứ tưởng ta thành Phật, không phải đâu. Nhớ một điều như vậy, rất tiếc các con, thì cố gắng tham khảo cái đấy thì tốt đấy, không sao đâu, nhưng mà cứ từ từ tà tập ăn đã. Tới này là không ăn, tập như cậu là không ăn tối là vẫn tốt đấy. Lái xe những năm ở ngoài đấy, cậu biết tớ đi ngày 300 400 500 cây mà tớ ăn một bữa đây mà cả cơ quan biết, mọi người biết, vẫn cứ hoạt động tốt đây. Là mình làm lãnh đạo quản lý tất nhiên cũng vất vả này, vì kinh doanh ô tô rồi là các thứ, nhưng mà bỏ ăn tối hoặc ăn tối nhẹ nhẹ dần đi, ăn bớt bữa. Vâng ạ. Tu bát chính đạo nói chú là con đường của bát chính đạo thì có 5 giới đầu: chánh tư kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới đấy. Rồi bắt đầu với Vâng ạ. chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chứ không phải thiền là tự nhiên là nó có vào cái ngay là bắt là cứng ngắc là đau chân đau ức chế là chết, là phải tập từ cái chánh kiến trước, Vâng. chánh tư duy trước, là chánh kiến là hiểu như thật về vấn đề thiền nó như nào. Thiền chẳng qua là một dạng định, mà định tâm thì định muốn sinh thì phải có giới, giới định tuệ thì mới có tuệ, chứ không phải từ thiền thành tuệ đâu con. Với hai nữa là khi mà chứng hiểu như thật về cuộc sống này rồi thì thấy là nó vô thường vô ngã và mọi thứ không phải là của ta, nó giả hết, thân ta không giả, thì ta có cái tư duy tốt, tư duy tư nghĩ hành động trong kinh doanh, trong phục vụ khách hàng, để trong lời nói đối xử với gia đình vợ chồng con cái cha mẹ, đấy là cái tư duy. Tư duy là chánh ngữ, là nói lời nói êm đáng, ái ngữ không có giận sở, không có gì mà làm cho người khác khổ. Và chánh Vâng nghiệp ạ. là gì, là cái nghề, 6 cái nghề là được, cái là cái nghề này là cái nghề không có phải là cái nghề mà nằm trong cái 6 nghề, những cái 6 nghề mà Đức Phật dạy là không nên săn bắn này, không nên cày lưới này, không nên bán thịt sống này, không nên bán thịt chín này, không nên bán thuốc độc này, và không nên buôn bán người, là không hoa bắp rồi. May quá con theo nghề ô tô là nghề cũng giúp được người. Đúng rồi, đúng rồi, mà nó cũng thiện hành mà có gì đâu. Còn chánh mạng Vâng. là nhớ là phải, nếu muốn thiền mà còn ăn thịt chúng sinh là bị nó ngã reo theo tưởng, tưởng là nó sẽ làm hại hơn là không thiền, con hiểu chưa? Nếu mà Dạ không vâng còn ạ. giữ được cái sát sinh là cái giới thứ nhất ấy, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, 5 cái đấy là cái đạo đức làm người mà thiếu thì đừng có thiền. Tập Vâng thăng ạ. tính thôi, mà tập thiền là tập từ 1 phút 1, được 1 phút này nó yên tâm, nó không loạn ra cái gì, nó không ra nhớ cái gì, nó không còn nhớ đến tiền bạc danh lợi sắc dục ăn ngủ cái gì nữa, thì bắt đầu ta nâng cái phút 2, mà tập 1 phút đã khó rồi, niệm nó ra hoài, hiểu chưa? Thì các con đang náo động mà còn trẻ mà, nhớ là đừng có ngồi cứ ngắc nhiều phút mà chết đấy, không phải như người ta đâu. Vâng. Cứ tập từng 1 phút 1 mà có niệm thì là chắc, cứ thở ra thở vào, hơi thở ra vào, quán xét cái nó mà nó trong hơi thở mà thấy nó không còn niệm nữa là được phút, làm cái đồng hồ đằng đằng trước mặt đấy, thấy kim phút là nó cứ dịch 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 trong 1 phút mà nó không có niệm thì là yên tâm, ta đã nhất tâm được 1 phút. Và nếu mà điều kiện mà nhất tâm 1 phút mà nó nành, không có cái gì nó vướng động đến, thì coi đó là ta đã an trú rồi. Mà an trú được 1 phút rồi thì từ đó là ta dần dần lên. Mà tập 1 phút với mà có người thầy thông lạc dạy là phải tu hành cho nó được là phải cũng phải 6 tháng đấy, chứ không phải ít đâu, Vâng phải ạ. từ từ chứ đừng ngồi xong này nên Vâng thấy nó mà niệm nhiều quá để quán xét cái niệm đó là thiện thiện hay ác, thiện thì là nói nó mà ác cũng nói nó, mà không phải niệm của ta. Cái này phân tích dùng chi kiến nhân quả, phải học về với vấn đề nhân quả, thảo mộc cái thân quả con người, bắt đầu mới dùng chi kiến xả bỏ cái niệm ấy đi, nó bằng niềm thức nào đi đi đòi nợ người ta không giả thì mình cáu người ta thì mình phải tha thứ cho nó, ví dụ như vậy. Nó rất nhiều hoàn cảnh trong cái kinh doanh của các con đấy. vâng ạ. Đấy, cái khó nó khó vậy, chứ phải ngồi thiền không mà khi nó ức chế là bắt đầu nó lại chạy đi mất, chạy mất xong mình mai nó ra hoài, mình muốn xả cái niệm đó như kiểu mài dao đấy con, cái mài dao phải mài từ từ chứ không mài hắn một cái đâu. Vâng ạ. Nhiều người sai là như vậy, là giới trẻ cũng là đúng là chú cháu chơi với nhau nhiều năm như vậy, nhưng mà cũng có duyên. Tớ nghĩ là cậu cái buổi mà thầy Thích Bảo Nguyên về đấy giảng đấy, rồi là nó bị Covid thì không ra được nữa thì không về đấy được nữa, nhưng mà nói chung là thầy cũng nhìn thấy bảo kinh doanh như vậy mà vợ chồng tốt mọi Vâng mặt ạ. đấy, nhưng mà tất cả họ đều là tưởng hết đấy, chứ không phải là ra chính thật đâu. Nếu như mà không, giới nó không giữ được
nếu giới mà không giữ được thì là thành tưởng hết, còn nếu mà giới rồi còn tất cả hiện thiền hiện nay là thiền cà phê này, thiền trà là nằm trong cái caffeine, là nó là ru ngủ. Caffeine là cái chất, caffeine là cái chất để kích bị tim, mà bây giờ uống vào cho nó dễ thiền, nó tỉnh táo đấy, nó chẳng qua nó giả thôi rồi hỏng tim mạch đấy. Nên là cái này là nhiều người về hỏi và mình cũng thấy rất là chữa cho rất nhiều người rồi, mà hiện nay là Đức Phật dạy như vậy. Vậy nên cái vua Trung Nguyên ấy, ông nói là ta đã gặp Phật, ta đã gặp Thánh Chúa Giêsu rồi, gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi, làm gì gặp được ai, làm gì có cái gì mà gặp đấy, chẳng qua mình tưởng tượng thôi. Mình nhớ một điều như vậy, thiền khó lắm con. Có điều là mình xa cách tập tục cư, là mình tập ra xa gia đình nhỏ mình đi, à, gia đình lớn đi, và gia đình nhỏ là cái những cái người mà làm ăn với mình, ví dụ là quân của mình đi một thời gian, mình buông bỏ hết cái tiền bạc cái đi, mình không có giữ gìn trong cái ngày nên đấy, xin cơm ăn ngày 2 bữa cũng được. Thế khi là đấy vì các con đừng có vội ăn một bữa, vội ăn một bữa mà chưa tập được ăn 2-3 bữa vào là có bị ức chế. Còn thiền nó như vậy chứ không phải là vào người ta như thiền Theravada ở trong này, vào 10 ngày bảo có người chỉ 1 ngày họ chạy mất, không có người chịu được đau chân rồi chịu được mọi thứ này, nhưng mà nó thành tưởng mất rồi. Nếu mà đi liên tục như thế thì nó thành một cái tưởng. Con người có 5 uẩn mà, sắc thọ tưởng hành thức là 5 uẩn bên trong ấy, cộng với là cái thân tứ đại đất nước gió lửa nó kết hợp nhau thành con người. Nhưng cái tưởng mà nó hoạt động mạnh là thần kinh đấy, nó có rất 6 cái loại thần kinh, ông Nhật Từ ông nói đấy, rất khó về chuyến, nhưng mà rơi vào cái trường ấy là nguy hiểm con. Thế thà không cọt được hơn, không có kiếp này đã phải vào tưởng là về rồi kiếp sau này vào nữa rất khó. Rồi mà đến lúc mà thiền nó chữa bệnh chẳng qua là dùng tưởng chữa bệnh thôi, cũng như yoga ấy, mọi mặt đấy, dưỡng sinh đấy. Nhưng mà thường của đạo Phật để đến giải thoát ấy thì phải từ giới định tuệ, giới nó phải giữ được 5 giới đã rồi bắt đầu vào tập thiền, mà không giữ được là phải nửa nửa để tập cho nó đỡ đau chân, hay là mình buông đi mấy ngày thì mình nghỉ, mình tắt hết điện thoại, không được dùng điện thoại nữa trong cái ngày đó, thì tự nhiên là ta thấy bắt đầu nó thanh thản, phải có tập như vậy. Chứ còn vào mà là mình cứ vào đấy mình ngồi mình không ấy là nó phí cuộc đời đi con nhá. Dạ vâng ạ. Về tập như vậy rồi có gì hỏi thì là sẽ hỏi kinh nghiệm này, là mình đã làm hơn 10 năm rồi, mà hơn nữa là có đủ điều kiện buông hết mọi thứ, cậu đã biết rồi, để đi thì cậu biết là không còn con đường nào khác đâu. Vâng ạ. Nhá, chúc đi xuống đấy thì là cố gắng là kiêm nhiệm bản thân mình mấy ngày xem nào, tất cả Vâng mọi thứ cậu xem cái bước ngoặt cuộc đời đấy, bước ngoặt cuộc đời thì nhân viên ấy chưa chấp nhận được một một vị nào là cái vị mà tu đúng lời gốc thực vậy, đi từ giới định tuệ cả. Nói thì nói vậy nhưng mà hỏi ra vẫn cà phê, mình hỏi hết ra, hỏi qua dưới là biết hết, là đều còn cà phê trà, vẫn còn tiền mong, vẫn phải kinh doanh, chẳng qua quảng cáo thương hiệu thôi. Và những người tu theo đạo Phật này là hầu như là đạo Phật của Trung Quốc hết. Vâng. À, khó đấy, nếu mà đi theo thầy Thích Học Nhạc là đúng chuẩn, là từ giới định tuệ. Thế thì cố gắng mà học, cái đây là con đường giải thoát rồi, tiền nhiều tỷ cũng vứt đi hết đấy con, không có làm cái gì đâu. Mình cứu được 10 thì mình làm gương mẫu cho gia đình mình, mà mình tu được thì mình bố mẹ còn may mắn là còn khỏe, vậy thì nó là cái phước đức cho bố mẹ nhận ra mình đi xuất gia đi tu, mình bỏ đi tu đây cũng chẳng qua là vì trước là bố mất thì mình chưa biết đạo Phật, mà mẹ mất biết rồi nhưng mẹ khói không nghe, do đó là cũng khổ, nên thôi cũng là con đường xong xuôi các cho các anh các chị các em rồi, thì bây giờ bắt đầu là mình tiến hành và mình trở lại cái thân tâm mình thôi. Khi không biết đạo Phật thì coi cũng làm tham đủ thứ, nhưng bây giờ biết rồi thì mình bỏ đi ấy nhá. Con đi hôm nay con đi có thể gọi cho ông ạ. Tại vì Rồi từ trước nhá. thì ông cũng chỉ đường, ông cũng hướng dẫn con nên là con gọi cho ông. Rồi 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 cố gắng nhá. Vâng ạ. Chúc Vâng đi ạ. thân phẩm an lạc vô sự nhá. Rồi xem mai ngày kết quả nào về trả lời, xem cái niệm gì nó ra nhất. Rồi rồi nhá, chúc Dạ cần vui, vâng ạ. chúc Con cần chào vui. ông nhá, ông cũng sức khỏe nhá. Rồi 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 rồi, xin chào.